Đi đâu chi vậy? Ở ngoài có ma quỷ ghê lắm. Xách nước giỏi quá ha. Mày xách làm chi cho nó mệt vậy? Để lát con ba nó ra nó xách cho phụ mày. Chờ nó xách nước. Biết chừng nào mà có nước tắm. Không còn một giọt. Lúc này mày có tiền, mày đặt dữ ha. Ông con trai á thì ra rạch và tắm. Ai cũng vậy mà. Không phải tôi. Chỉ có con gái á là nó sai mày được thôi. Hôm qua con ngủ được không? Không biết nữa. Thấy buồn ngủ. Thế là tới sáng. Cô đi tắm đi. Ba ngày nay trốn chui trốn nhủi. Thậm chí cô còn chưa thay đồ nữa. Đó là chuyện của tôi. Không cần quan tâm. Tại sao lại không? Cô phải cần nguyên vẹn. Không sức mẻ một miếng nào. Tôi mới nhận tiền của Bích đi được chứ. Tối qua ông làm gì? Ông đã gọi cho Bích đi chưa?
chuẩn bị đầy đủ theo yêu cầu. Chủ nhật tuần này tôi sẽ gặp anh. Đêm qua tôi mệt quá nên ngủ mê, tôi không lấy được chuông báo tin nhắn. Sáng nay tôi mở máy ra, mọi thấy nên tôi báo hơn ngay. Vậy anh tính sao? Tôi đã sẵn sàng, nhưng hắn cô cho biết giờ giác chính xác và địa điểm. Tôi thấy trong phim Mỹ những chi tiết đó hung thủ sẽ thông báo sau. Hắn luôn luôn khiến cho chúng ta phải chờ đợi. Hưng đã suy nghĩ về lời đề nghị của tôi chưa? Tôi cần một bảo vệ từ xa, giá nào cũng được. Không phải tôi sợ anh tốn tiền, nhưng tôi chỉ nghĩ đến hiệu quả và bảo mật, không nên để người ngoài biết chuyện này. Vì vậy tôi vẫn muốn chồng của Bích Dân giải quyết chuyện này với một tư cách là một người bảo vệ. Nhưng Hưng có chắc rằng anh ta sẽ nghe theo yêu cầu của tôi? Anh ta là một sĩ quan công an và là chồng của Bích Vân. Anh ta sẽ tự cho mình cái quyền trở thành một người hường trước mắt cô ấy. Và tôi là cái gì kia chứ? Tôi vừa mất tiền, vừa mất tình à? Tôi biết rõ Trần Minh, anh ấy không phải là một người như vậy. Hưng, cứ làm theo ý tôi đi. Chừng nào không được, ta sẽ nghĩ đến anh ta, ok? Tôi sẽ làm theo ý của anh muốn. Nhưng tôi mong là những điều không hay sẽ không xảy ra với Bích Dân đâu. Tôi vừa đi một vòng sang cộng đồng người Việt ở Mỹ và Pháp. Có thể nói những cuộc gặp gỡ với bà con rất thú vị. Họ rất vui mừng khi biết chúng ta có một tổ chức xã hội từ thiện như vậy. Họ hứa sẽ giúp đỡ và hỗ trợ cho hội hoạt động tốt. Chỉ tiếc rằng anh Vĩnh Kỳ không có mặt để chia sẻ niềm vui với tôi. Dạ, anh Vĩnh Kỳ cũng thường nhắc tới giáo sư và quan tâm tới hoạt động của hội đó. Vậy số người hiến tạng hiện giờ như thế nào? Danh sách chúng ta thì đã có hàng trăm người, nhưng mà chưa có một trường hợp nào là đang chuẩn bị cả. À, tuần trước á, có một bệnh nhân đã đăng ký tử vong, nhưng mà gia đình lại đổi ý không chấp thuận cho nữa. Thế là không có giác mạc để ghép cho anh Vĩnh Kỳ, trong khi mọi xét nghiệm đều thích hợp. Cần phải động viên anh Vĩnh Kỳ để anh ta không nản chí. Chắc chắn gánh nặng sẽ nằm trên vai cô Nhung rồi đó. Nhưng không biết sau khi bình phục trở lại, anh có cho em gánh tiếp gánh nặng này nữa không? Là do mình thôi, phải biết tận dụng hoàn cảnh chứ. Anh có nhiều người đẹp theo đuổi lắm, đó là họ chưa biết anh bị bệnh. Họ mà biết rồi á, thầy trò mình khỏi đến thăm ảnh được luôn á. Tại sao? Thí dụ có một cô gái rất là chảnh, rất là điệu đàng, đem vệ sĩ đến dây kính phòng ảnh lại,
Thế là nội bất xuất, ngoại bất nhập. Hết vô. Cô nào mà dữ dội vậy? Là con gái tỷ phú Chu Thiên đó. Tôi biết ông ta. Ác thay, người tỷ phú này chống hộ chúng ta đó. Theo kết quả xét nghiệm thì bà thích hợp với cậu Vĩnh Kỳ. Cảm ơn bác sĩ nha. Đêm nào tôi cũng cầu trời khẩn Phật cho mình được cứu lấy con của mình hết. Còn tôi thì sao bác sĩ? Ông thì không được, vì nhóm máu không tiếp nhận, vật cái ghép sẽ nhanh chóng bị thải hồi. Nhưng tội nghiệp vợ tôi quá. Bác sĩ nhìn xem, bảy xanh sao ốm yếu hơn tôi rất nhiều. Chính vì vậy mà tôi cần phải hy sinh để ông và con được lành lặn cứu lấy cơ nghiệp. Nhưng tại sao lại là bà phải gánh chịu hoàn cảnh đau đớn như vậy chứ? Bà không phải là tôi. Tôi là cha nó. Vĩnh Kỳ là dòng máu của tôi mà. Ông không nghe bác sĩ nói sao? Thôi bây giờ đừng có than thở nữa. Chuyện trước mắt bây giờ là động viên an ủi Vĩnh Kỳ. Mà ông nhớ nha, đừng có cho nó biết là tôi hiến giác mạc nha. Cứ để cho nó hết bệnh, lành lặn, thấy được thì mọi việc cũng đã rồi. Cứ coi như là tôi bị thoái hóa thị lực đi. Cảm ơn bác sĩ. Dạ không có gì. Gia đình chúng tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Dạ. Xin chào ông bà. Chúc ông bà nhiều sự tốt đẹp. Tôi rất lấy làm ân hận khi không có ở nhà lúc cậu gặp nạn. Nhưng mà cậu cứ yên tâm, nay mai bệnh tình của cậu cũng sẽ được giải quyết. Giáo sư nói có mời cô Chu Ngọc Lan đến chăm sóc anh để cho anh mau hết bệnh đó. Chu Ngọc Lan? Trời, Ngọc Lan nào? Cô Nhung, cô nói giỡn đó mà. Cô Ngọc Lan là ái nữ của ông Chu Thiên, tổng giám đốc của tập đoàn Chu Thiên đó. Nhưng mà sao Nhung lại nói tới cô ấy ở đây? Hôm qua cô đến văn phòng luật sư tìm anh đó. Để làm gì? Em không biết. Nhưng mà cổ có biết anh ở đây không? Không, em nói là anh đi Hà Nội công tác rồi. Chào anh Vĩnh Kỳ, chào mọi người. Anh Vĩnh Kỳ, tối nay anh thổi kèn harmonica cho tụi em nghe nữa nha. Cậu Vĩnh Kỳ mà cũng nghệ sĩ vậy sao? Vậy mà tôi không biết. Anh Vĩnh Kỳ thổi kèn hay lắm á bác. Nhưng mà tụi cháu đang lo, không biết mai mốt ảnh về ai thổi cho tụi cháu nghe nữa. Cô yên tâm đi, tôi còn ở đây lâu lắm mà. Không có lâu đâu, em nghe nói nay mai anh sẽ được về rồi mà. Có ai hiến giác mạc hả cô? Dạ má của ảnh. Ba má của ảnh tình nguyện hiến, nhưng mà chỉ có má của ảnh mới thích hợp thôi. Bữa trong chỗ xét nghiệm á, tụi cháu cảm động quá trời, đứa nào cũng khóc hết á. Cô nói thiệt chứ? Dạ thiệt mà, chuyện đó cả bệnh viện ai cũng biết mà. Chào anh. Dạ, dạ chào hai bác. Chào, chào, hai, chào bác. Hai bác. À, chào giáo sư, xin chào. Lâu quá mới gặp. Bữa chào nay anh. Mọi người có chị mặt đông đủ ha. Dạo đây công việc hỏi thế nào rồi? Cảm ơn anh cũng tốt. Tôi thật xin lỗi giáo sư. Nghĩ lại cái chuyện hôm ra bắt hỏi, tôi cảm thấy xấu hổ quá. Bây giờ Vĩnh Kỳ bị hoạn nạn như vậy, tôi mới thấy chủ trương thành lập hội là chí lý. Không ai nghĩ gì đâu, ông đừng có ái nái quá. Ba Mã, con có chuyện muốn nói. Chuyện gì vậy con? Ba Mã đưa con lên gặp bác sĩ trưởng khoa nha. Để làm gì vậy con? Con muốn cảm ơn bác sĩ trưởng khoa. Cảm ơn chuyện gì vậy con? Chuyện của con.